Miền Tây xin chào ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn. Một ngày mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nha cả nhà. Rồi, qua miền Tây xin mời cả nhà mình cùng giờ bếp với Vân nha. Mua được một mớ thịt nè, cả nhà. Em kho thịt kho trứng, đây em chuẩn bị trứng nè. Thịt kho ăn cùng với dưa gan, em mua dưa gan này hồi em sẽ sắt ra mớ. Mua được mới sơ ghi hồi nó chấm với ớt ăn cả nhà. Đây có gạo, súng với gạo cần mua để em chấm thịt kho. Rồi em mời cả nhà cùng làm với em cho vui nha. Dạ em đi sắt thịt. Thịt em sắt xong rồi, em rửa muối. Thịt ba chỉ ngon quá cả nhà. Mình có mua miếng da nữa, mình có toàn da phô liệu. Rửa muối xong vậy, vớt vậy. Đó sẽ ngon thịt. Rửa xong cái em đi chợ. Em vừa quay vừa làm có rung máy, có rung cầm cái máy, có rung có đắp ở nhà thông cảm. Em cũng đổi cái tên để kênh gia đình thành nè, để kênh gia đình thành cái tên sửa lại Vân miền Tây, thì cả nhà cũng xem biết ủng hộ vợ chồng em nha cả nhà. Bây giờ chồng em có động lực ra clip nhiều hơn. Ông gà em xã lu bu công việc làm ở cơ quan, em cũng mắc bận công chuyện đám rồi làm nhà răng đồ sửa lại rồi lu bu không có quay cả nhà xem. Giờ mong cả nhà ủng hộ vợ chồng em nha cả nhà. Mới làm có gì sơ sót không bà cô chú anh chị em và các bạn góp ý giùm chúng tôi xin ủng hộ vợ chồng em. Vợ chồng cũng rất cảm ơn. Có gì bình luận góp ý giùm em. Giờ rửa xong em đi chuẩn. Em bắt cái son lên trụng thịt đó nè. Cho nước vô. Em bắt lửa lên. Em trụng thịt em cho vô đây miếng muối. Muỗng muối. Vô đây miếng chanh. Cho thịt mình nó chanh. Nước nó cũng sôi li ti, muối cũng tàn, em cho thịt vừa chuẩn. Thịt em trộn gì cũng được rồi. Giờ em tắt bếp luôn, em đi rửa lại luôn. Giờ em bưng xong thịt em đi rửa lại. Em rửa thịt lại.
thịt nó trong veo nè cả nhà. Mình để gáo rồi cái tốt. Dịch em rửa xong giờ em luộc luôn, bỏ vô đây ít muối. Em bỏ tỏi ớt vô trong bột rồi giờ em đam em bóp thịt, em cho đường phèn vô làm lấy cái hộp ớt kìa mà nó sặc rồi cái này. Nó nặng, em cho đường phèn vô đây em đâm luôn, bỏ vô đây đâm cho nó đừng có bị gian. Đâm tỏi nữa, em cho ít muối vô đâm luôn đó nha, nửa muỗng muối. Thịt nãy giờ em trộn em để gáo rồi nè cả nhà. Giờ em ớt luôn. Em cho vô thào nữa. Về tỏi, ớt, đường phèn, muối. Em đang nhuyễn anh. Em cho vô đây. Em cho vô đây hai muỗng nhỏ bột ngọt. Muỗng hạt ni. Hai muỗng đường. Và cát. Tại nãy em có đường phèn này. Về nước dừa nữa. Em cho một tí nước màu vô. Tại kho nước dừa nó có màu, em cho nước màu nước dừa nó có cái màu cánh gián này. Em cho vào đây 4 muỗng nước mắm, em trộn cho nó được. Đây cho nó thấm thịt. Giờ em đi để dừa. Một dịch chín nè, em tắt bếp luôn. Dạ, em mời ông bà cô chú anh chị em và các bạn đi ra vườn để dừa với em nha. Cây bưởi của em là cái gì?
nha, mà nó trên cao không, mấy trái trên đó chín rồi đó nha. Đi bẻ dừa cả nhà. Tôi đổ trồng nó được cái lớn rồi nè cả nhà. Hôm gài mưa quá không có mần cỏ được đó cả nhà. Hôm gài bão nó mới có nắng được hai bữa. Hôm qua cái mưa lợi chèm nhẹp không có đi mần được. Nắng đâu hay vậy? Ông bà đi ra mần cỏ. Đu đủ này thiếu phân nè, ông xã cũng chưa có rảnh để tưới. Gãi cái này gãi. Đu đủ này nó có trái luôn nè cả nhà. Mấy cái cây trồng trước thì nó có trái, tại em dặm một mớ nữa, trồng hai ba đợt. Bông này bông gì cũng thấy đẹp quá cả nhà. Cái cỏ mà nó đẹp dài mà cái không đẹp quá ta, tím dễ thương quá. Trái dừa này nó rụng. Tới cây dừa em bẻ dừa. Để nó xài. Để nó có chuyện này. Rồi em bẻ được vài trái dừa. Dừa dừa của nhà. Em trồng ổ bắp bây giờ em già có trái luôn. Chi dục phần dục vị chưa nó dạng quét. Nó cao nhiều. Giờ thịt em bóp nãy giờ cũng thấm à. Giờ em kho luôn, em bắt cái sọn luôn. Em kho lọc củi. Giờ em nhúng lửa nè. Mưa không gài lá dừa nó ướt à. Em nhúng bằng cái bọc.
dừa em cũng chặt xong rồi. Thịt em bắt lên nãy giờ, giờ em cho nước dừa vô nè. Dừa cứng gì ngon nữa nè. Em cho nước dừa vô nè. Đây cái dừa nó không có đủ lượng nước, em cho thêm miếng nước lọc vô rồi cho nó dị. Hộp vịt em cũng lột xong rồi, giờ em cho vô miếng nước mèo, em lăn cho hộp vịt nó thấm nước mèo vậy. Em cho hộp vịt vô trong nồi thịt luôn. Đây. Rồi thịt ăn sôi vớt bỏ. Mới chặt được cái tàu chuối em rửa xong em đẩy. Đẩy cái lá chuối vậy. Nó không có đi hơi, nó không có ngon bằng cái lá chuối nha. Lá chuối vậy chứ nó mềm thịt, nó khót được hơi. Thịt kho chín rồi đó nha. Mà trời mưa luôn là ồn hết đó nha. Chợ múc thịt kho ăn cái cơm. Có thịt kho ăn cơm luôn đó nha. Đi cha cái ăn cơm rồi mẹ ơi. Chứ được chứ có họp.
Mềm chưa? Cũng được. Cái này kho mới có một lửa chưa ngon mà. Còn hai gian. Kho hai ba lửa. Thăm đi thăm lại nó ngon. Tắm giờ ớt. Chua ngọt ngọt không? Con sống mà con gửi ma thấm. Trời đã mới đến đây được mặn cỏ rồi, phân rồi, hết mặn nữa. Hai chồng bảo sắp tới. Anh ấy cũng phân không đủ ra, thả em ra để vừa thấy cái già. Ngon hết trơn. Con chuyện ăn con ngon. Ở vô đó cũng tốt. Con được đó. Con được đó. Cảm ơn bà con chú anh chị em và các bạn đã ủng hộ em.